Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác của em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác em đã truy cập kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip này thì Quang Minh thông báo đến tất cả quý vị và các bạn, các bác của em khi dòng củ loa Pure Bass 30 lại tiếp tục về làng, và đợt này về rất nhiều. Anh em có nhu cầu sử dụng con loa Bass 30 thay thế loa Bass cũ hỏng kém chất lượng, hay là sử dụng độ chế giống loa làm loa súp ấy, thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh theo số điện thoại ở trên màn hình này, 0944737321. Và như quý vị và các bạn, các bác cùng em đã biết, Pure là một trong thương hiệu rất là lớn trên thế giới, và trong lĩnh vực âm thanh thì Quang Minh Audio đã khai thác được rất nhiều cái dòng củ loa của Pure, củ loa Bass, củ loa Mid và củ loa Chép rất là đa dạng. Và cái sản phẩm loa Bass 30, Bass 3 tấc này, một trong những sản phẩm mà cũng được làm nên tên tuổi của hãng, với Bass 30 gân béo, gân cao su, cho chất âm rất là cực kỳ lực và sâu, để sử dụng này, nghe nhạc karaoke, loa Bass hay loa súp đều có thể sử dụng con Bass 30 rất là chắc chắn em nhé. Một chiếc này nó rơi vào tầm 6-7 kg, với thông số là Pure, model là P8830, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 decibel, và công suất tối đa cho một chiếc này là 300W một chiếc này. Công suất rất lớn, đến 300W một chiếc. Tất cả những cái thông số ở trên con loa Bass của Pure nó đều được giật chìm ở trên sản phẩm này, rất là rõ này nhé, rất là rõ. Nó khác hẳn so với những con loa kém chất lượng. Những con loa kém chất lượng thường là sử dụng cái dòng thông số dòng tem dán, và cái tem dán là rất là dễ làm giả, làm nhái. Nhưng dòng loa cao cấp, loa của Pure này, tất cả các thông số đều được dập chìm trên sản phẩm này, rất là nặng chắc chắn này. Đấy, xương bằng vật liệu đặc biệt rất chắc này, nhẹ phía trong này. Hai cầu đấu dây loa, và cầu đấu dây loa này sử dụng là cầu nhúng nhấp nhả, và những cầu nhúng nhấp nhả này chỉ có những cái dòng loa cao cấp chất lượng cao thì thường hay sử dụng cầu nhúng nhấp nhả này. Với 8 lỗ để cố định vào thùng loa rất là chắc chắn, 8 lỗ gân béo, gân cao su, và những dòng gân béo, gân cao su này thì bát rất là lực và sâu, bát rất là chắc nha. Màng thì vật liệu đặc biệt này, chuyên của loa bát của nó này. Và thông số đường kính cả vành là 31,5, chiều sâu là 13,5, từ là 180, từ 180, đường kính vành là 31,5, sâu là 13,5, và từ là 180. Bass 30, Bass 3 tấc của Pure thay thế độ chế vào mọi dàn loa, mọi dòng loa khác nhau, thay thế trong con loa Bass cũ ấy, anh em chỉ cần tháo con loa cũ ra, sau đó đi đúng cầu đấu âm dương là sử dụng rồi. Đấy, hoặc là giống loa, độ chế giống loa ấy, thì anh em cũng tham khảo kích thước ấy, đường kính toàn vành là 31,5 đấy, để anh em khoét lỗ sau đó hợp lý nhất. 30 này về rất nhiều, anh em nào mà có nhu cầu độ chế thay thế hoặc giống loa thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh nhé. Sau đây mời quý vị và các bạn, các bác cùng em cùng cảm nhận cái chất âm của con củ loa Bass 30 của Pure P8830 này, công suất đến 300W một chiếc anh em này. Mời anh em. Quý vị và các bạn, các bác vừa được cảm nhận chất âm con cái củ loa Bass 30 Pure, và con này đang test từ chưa có thùng anh em nha. Đấy, khi mà vào đúng thùng đúng kích thước, nó cái chất âm của nó Bass nó rất lực và sâu. Anh em mà đang sử dụng những củ loa Bass kém chất lượng, khi mà thay thế vào cái Bass 30 Pure vào ấy, chất âm nó thay đổi hơn rất là nhiều nha. Có những loa khác ví dụ Bass 25, 20, 16 hay loa trung, loa mid trung 10, 12, 10,
6 hoặc là chép, chép lụa, chép titan hoặc chép bằng giấy, rất là nhiều mã. Và anh em mà cần những cái cấu hình để lên cấu hình 3 đường tiếng hay 2 đường tiếng với những dòng củ loa khác nhau có đầy đủ để phối ghép cho anh em đó. Và mọi thông tin tư vấn lắp đặt cũng như phối ghép hoặc là đặt hàng, anh em có thể liên hệ với Quang Minh theo số điện thoại ở phía trên 0944 73 73 21. Và một cặp loa bass 30 P8830 này, công suất lên 300W một chiếc này, một cặp hai chiếc là 3.850.000 một cặp. Và anh em mà cần một chiếc về thay thế độ chế hoặc giống loa ấy, làm loa súp chẳng hạn ấy, thì làm loa súp cũng có thể gửi cho anh em một chiếc. Và anh em ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp nhé.